Hello, các bạn, chúng ta sẽ chơi trò gỡ bò. Level đầu tiên này, level 27. Này nó lượn vòng thế nhỉ, chơi bằng máy tính này có vẻ hơi khó đấy, điều khiển chuột nó hơi khó. Ở lần sau rồi chơi bằng điện thoại thôi, sẽ chơi mình có gạt gạt được. Mua một cái nền khác nha. Ồ, cái nền này đẹp này. Nền màu đỏ đỏ này. À, chúng ta sang cái level 30 nhé. Từ nay là chưa mất một quả bóng nào đâu. Chưa mất một mạng nào nha. Thì mới đẳng cấp. Lên ớt xin xin tay xin ô xin à, một mini game này nhìn lạ này. À. Đánh bóng. Ôi, khó điều khiển thế. Mình đưa quả bóng kia vào gôn bên kia. Ơ, chết rồi. Đội bạn ghi bàn rồi đấy. Quả bóng màu đỏ nó ghi bàn rồi. Hơi khó điều khiển. Ui. Game này nó cái màn này nó góc quay nó cứ loạn chỉ nhắc cái này. Wow! Oh no! 2-0 rồi. Tỷ số nghiêng về đội đỏ. Trời ơi, đỗ phản lưới nha. Mình phản lưới nha bác. Hôm trước chơi nó dễ, hôm nay sao điều khiển nó khó quá, chắc là lâu lâu quá không chơi.
Level 31 đã bị quăng. Này đường bé quá, rất là nguy hiểm. Chúng ta chuẩn bị sang một không gian mới. Đó, đi qua cái cánh cổng này là qua này. Level 33 thôi. Top 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 top. À, chúng ta đã sang level 35. Ôi dồi ôi, chỗ này nó dốc cao quá. Ôi dồi, thế mà vẫn bám được. Quá đẳng cấp. Stop. Ui, 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 ui. Trời, rơi mất rồi. Mày thích nha. Goodbye.